Rồi chào các bạn đến với kênh YouTube của Pháp Auto. Thì hôm nay bên mình có nhận một chiếc xe VinFast Fadil. Thì chiếc xe này bên mình lên rất là nhiều phụ kiện. Thì đây, đèn đóm rồi cái kiểu luôn. Thì cái này là chắc là mình sẽ làm một cái clip highlight và giới thiệu kỹ sâu hơn về chiếc xe này. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu một cái phụ kiện mà đó giờ bên mình chưa bao giờ làm. Thì bên mình từ năm ngoái tới năm nay là độ phải hơn 1.500 chiếc VinFast rồi. Nhưng mà chiếc này là chiếc VinFast Fadil đầu tiên độ cửa hết. Độ cửa hết nha mọi người. Này các bạn qua đây. Bạn qua đây nè. Đây. Cửa hết Fadil. Rất là mượt mà. Thì anh khách này anh rất là chịu chơi. Tại vì cái xe Fadil này á, rất là ít người làm cửa hết luôn. Đây. Bên đây cũng vậy luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ thử mở một lần hai cửa cho bạn xem. Đó. Tự đóng lại. Rất là sang trọng, lịch sự. Thì cửa hết này là một trong những phụ kiện mà thường có trên các dòng xe sang. Và bây giờ mình có thể độ trên tất cả các dòng xe luôn. VinFast Fadil vẫn là không là ngoại lệ nha. Thì bên trước đây bên mình có độ cửa hết cho VinFast lớp A, lớp SA và các loại xe rất là nhiều rồi. Nhưng mà Fadil là chiếc đầu tiên. Mình thấy rất là lạ cho nên là muốn giới thiệu cho các bạn xem. Thì cái phần cửa hết này là cửa hết Owin nha mọi người. Là cửa hết thương hiệu Owin thì không có giống như cửa hết Zotun. Cửa hết Zotun là chỉ dành riêng cho VinFast lớp A thôi. Còn Owin là dành cho tất cả các dòng xe luôn. Đây. Rất là mượt luôn. Thì chiếc xe này là bên mình làm còn rất là nhiều phụ kiện. Đèn đóm rồi dán đề can rồi bên trong cách âm. Rồi cực kỳ nhiều thứ trong đây luôn. Thì chắc là mình sẽ làm một cái clip và nói tổng quan về chiếc xe này sau nha. Thì hôm nay mình chỉ muốn giới thiệu chiếc cửa hít đầu tiên bên mình làm trên Fadil thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có nhu cầu hãy gọi Fadil Auto nha. 33234 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều.